Chào mừng quý vị và anh chị em trở lại với kênh Quang Hải Vlog. Kính thưa quý vị và anh chị em, Thánh Francisco Xavier đã sống một cuộc đời truyền giáo, rửa tội cho hàng chục nghìn người ở Ấn Độ và Nhật Bản. Sau khi ngài qua đời, ngài tiếp tục hiến dân mình cho giáo hội của Đức Kitô vì các di tích của ngài mang lại sự an ủi tinh thần cho các tín hữu hành hương ở Ý và Ấn Độ. Cánh tay phải của ngài được bảo quản ở Ý, trong khi một ngón chân của ngài ở Ấn Độ sau khi bị một tín hữu cuồng tín cắn mất. Nhưng di tích nguyên vẹn nhất của Thánh Francisco Xavier là xác của ngài gần như còn nguyên vẹn, được trưng bày để tôn kính mỗi 10 năm một lần trong một chiếc quan tài kính để tránh các sự cố tương tự với ngón chân. Ít nhất 12.000 người đã tập trung ở Bangor, Ấn Độ vào ngày thứ Năm để khai mạc một cuộc triển lãm di tích của Thánh trong vòng 10 năm. Ngày thứ năm đánh dấu sự khởi đầu của một sự kiện kéo dài 45 ngày. Trong đó, di tích của Thánh Francisco Xavier thường được giữ trong một chiếc quan tài ở vương cung Thánh đường Bom Jesus, được trưng bày tại nhà thờ Si Castro gần đó để các tín hữu kính viếng. Đức Tổng Giám mục Annie Cauto của Denhi đã chủ trì thánh lễ sáng tại Vương cung Thánh đường Bom Jesus cùng với hơn 400 linh mục và giám mục. Sau đó, các tín hữu đã diễn hành qua các con phố với chiếc quan tài kính 4 thế kỷ tuổi được đặt trên một chiếc xe ngựa chuyển đến nhà thờ Si Casaro chỉ cách đó chưa đầy 1.000 feet. Kính thưa quý vị, các báo cáo địa phương cho biết cuộc triệt lãm này là cơ hội để các tôn giáo ở Ấn Độ đoàn kết vì nhiều nhóm tôn giáo ở Ấn Độ đều kính trọng thánh. Trước khi khai mạc cuộc triển lãm, Thủ tướng Ấn Độ gọi thánh Xavier là biểu tượng của hòa bình, trong khi người dân địa phương triều mến gọi ngài là người bảo vệ qua. Lễ hội diễn ra trong một cái bối cảnh bạo lực đối với người Kitô giáo ở Ấn Độ gia tăng. Theo một báo cáo năm 2024 của các nhà lãnh đạo Kitô giáo Mỹ, những người đã kêu gọi Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Ấn Độ vào danh sách theo dõi về các vi phạm tự do tôn giáo. Để chuẩn bị cho cuộc triển lãm, chính quyền ban qua đã xây dựng 33 ngôi nhà nhỏ cho các tín hữu hành hương với sức chứa tổng cộng 400 người mỗi ngày. Họ dự kiến sẽ đón 8 triệu người đến viếng thánh trong suốt 45 ngày. Cuộc triển lãm lần trước vào năm 2014 đã thu hút ít nhất 5,5 triệu người. Trong khi một nhóm người truyền thông mang chiếc quan tài trên vai, cuộc triển lãm năm nay đã sử dụng một chiếc xe ngựa điện. Theo lời một tổ chức là để tránh tình trạng hỗn loạn. Chính quyền qua đã huy động hơn 700 cảnh sát để bảo đảm an ninh và kiểm soát giao thông. Cuộc triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 5 tháng 1. Các tín hữu có thể đến kính viếng di tích của Ngài từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều tại nhà thờ. Kính thưa quý vị và anh chị em, Thánh Francisco Xavier, ngài sinh năm 1506, về với Chúa vào năm 1552 là một trong những người dòng tên đầu tiên truyền giáo ở những khu vực rộng lớn của châu Á. Ngài sinh ra trong một gia đình quý tộc, nhưng gia đình ngài đã mất hết tài sản khi ngài còn nhỏ. Khi còn trẻ thì ngài học đại học nơi bạn của ngài Thánh Ignacio Loyola đã khuyên ngài dâng cuộc đời cho Thiên Chúa. Thánh Xavier ban đầu kháng cự với lời kêu gọi này, nhưng cuối cùng ngài đã trở thành một linh mục dòng tên và là nhà truyền giáo. Trong 7 năm sống ở Ấn Độ, Thánh Francisco Xavier đã đưa hàng chục nghìn người vào giáo hội. Trong thời gian đó, ngài chỉ sống với cơm và nước trong một căn chòi có nền đất, dạy trẻ em về Thiên Chúa và thăm các tù nhân cũng như người bệnh. Sau đó ngài đến Nhật Bản, nơi ngài đã chỉ dạy thế hệ tín hữu Công giáo Nhật Bản đầu tiên. Ngài qua đời vì bệnh tật trên đường đến Trung Quốc, tại đảo Sanchun. Ngài được chôn cất trên đảo trong bộ y phục linh mục. Xác ngài được phát hiện là không hư nát khi được đào lên chỉ sau một năm kể từ khi ngài qua đời vào năm 1552 tại đảo Sanchun. Di tích của Ngài được đưa đến Malacca trước rồi đến qua vào năm 1554. Thánh Francisco Xavier được phong thánh vào năm 1622, lễ kính của Ngài vào ngày 3 tháng 12. Di tích của Thánh Xavier đã trải qua nhiều lần thay đổi địa điểm. Vào năm 1914, cánh tay phải của Ngài đã được lấy ra theo yêu cầu của Đức Giáo Hoàng Paulo thứ năm. Di tích cánh tay này đã được bảo quản tại Roma. Ngoại trừ một chuyến thăm ngắn đến Canada, khi cánh tay ngài được đặt trong một chiếc hộp và chở trên ghế ngồi máy bay qua Canada. Đây không phải là lần đầu tiên một bộ phận cơ thể của Thánh Francisco Xavier bị lấy đi. Trong lần triển lãm đầu tiên vào năm 1554, một phụ nữ, người Bồ Đào Nha, Donna Isabel Carom, đã cắn mất một ngón chân của ngài để lấy làm di tích. Câu chuyện kể rằng ngón chân đã bắt đầu chảy máu. Ngón chân này hiện được giữ trong một chiếc bình đựng di tích tại qua. Thậm chí còn có một câu chuyện xưa ghi lại rằng khi phát hiện xác của thánh Xavier còn nguyên vẹn trên đảo, Jose Bravo, một thủy thủ người Bồ Đào Nha, đã cắt một mảnh thịt từ đầu gối của ngài để chứng minh với thuyền trưởng của mình rằng di tích của ngài không bị thối rửa. Thi hài của thánh Francisco Xavier đã được trưng bày công khai nhiều lần sau khi ngài qua đời. Nhưng truyền thống triển lãm định kỳ bắt đầu sau khi có tin đồn vào năm 1782 rằng xác của thánh Francisco Xavier đã bị thay thế bằng di tích của một người khác. Giáo hội đã tổ chức một cuộc triển lãm công khai để giải quyết những tin đồn này. Từ đó, bắt đầu truyền thống triển lãm vào những dịp đặc biệt. Trong những thập kỷ gần đây, truyền thống này đã được thực hiện đều đặn hơn. Đây là cuộc triển lãm lần thứ 18 trong số các cuộc triển lãm của Ngài là một phần trong di sản kéo dài 472 năm của Thánh. Kính thưa quý vị và anh chị em, cuộc triển lãm di tích của Thánh Francisco Xavier là một sự kiện tôn giáo quan trọng, không chỉ đối với tín hữu công giáo mà còn đối với cộng đồng tôn giáo khác ở Ấn Độ. Thánh Francisco Xavier được kính trọng như là một người mang đến hòa bình và là một biểu tượng của sự tôn trọng và đoàn kết giữa các tôn giáo tại Ấn Độ. Dù đất nước này hiện đang phải đối mặt với một cái tình trạng gia tăng bạo lực chống lại người Kitô giáo. Sự kiện này cũng là một phần di sản sâu rộng của Thánh Xavier, người đã có những đóng góp to lớn trong việc truyền giáo và hình thành cộng đồng công giáo ở nhiều quốc gia châu Á đặc biệt là ở ấn độ và nhật bản thi hài của ngài với sự không thối rữa sau nhiều thế kỷ được xem như là một dấu hiệu kỳ diệu một chứng nhân sống động cho đức tin và cuộc đời của ngài việc tổ chức một cuộc triển lãm tôn kính di tích của ngài trong bối cảnh hiện nay nơi mà tự do tôn giáo đang bị đe dọa có thể được xem là một cách khẳng định sức mạnh của đức tin và sự kiên cường của những tín hữu cũng như là tầm ảnh hưởng lâu dài của các thánh trong lịch sử giáo hội kính thưa quý vị và anh chị em việc thi hài của thánh Francisco Xavier cũng như các vị thánh khác à, không bị thối rữa sau khi qua đời thường được coi là một dấu hiệu kỳ diệu là một hiện tượng tôn giáo có ý nghĩa sâu sắc đối với người Kitô giáo trong truyền thống Công giáo hiện tượng này có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau thứ nhất là chứng thực sự thánh thiện Thân xác không bị thối rửa được xem như là một dấu hiệu thánh thiên, chứng minh rằng người đã qua đời sống một cuộc đời vô cùng thánh thiện và đồng nhất với ý của Thiên Chúa. Việc thân xác của Thánh Francisco Xavier không bị hư nát sau khi Ngài qua đời giúp xác nhận sự thánh thiện và sự hiệp nhất trọn vẹn của Ngài với Thiên Chúa. Đó là một dấu hiệu cho thấy Ngài không chỉ là một người bình thường mà là một vị thánh người đã đạt được một mức độ thánh thiện đặc biệt trong mắt Thiên Chúa. Thứ hai, chứng minh sự sống lại. Theo giáo lý Công giáo, sự không thối rữa của thân xác là một hình ảnh và là một dấu chỉ của sự sống lại của Đức Kitô. Thân xác không bị thối rữa chứng tỏ rằng, mặc dù cơ thể con người sẽ trở về với cát bụi, nhưng một ngày kia, vào thời điểm Chúa trở lại lần thứ hai, tất cả các tín hữu sẽ được phục sinh và sống lại trong vinh quang thân xác không thối rửa của Thánh Francisco Xavier có thể được nhìn nhận như là một hình mẫu của điều này. Thứ ba, khả năng tương tác với đức tin của tín hữu. Việc bảo tồn nguyên vẹn thân xác của một vị thánh cũng làm tăng thêm sức mạnh đối với các tín hữu công giáo. Những hiện tượng như vậy sẽ củng cố thêm lòng tin giúp những người tham gia tôn kính các thánh cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống của họ. Thứ tư, Thân xác không thối rữa như là một dấu hiệu của sự tha thứ và ơn cứu độ. Thân xác không bị hư nát cũng có thể được hiểu như là một dấu hiệu của việc Chúa đã hoàn toàn tha thứ và cứu chuộc linh hồn của người đó. Điều này thể hiện qua việc các vị thánh sống trọn vẹn với ân sủng của Thiên Chúa và thân xác của họ trở thành biểu tượng của ơn cứu độ trong Chúa Giêsu Kitô. Thứ năm, một sự kết nối giữa trời và đất thân xác không bị thối rữa có thể như là một dấu hiệu đặc biệt mà các tín hữu nhận thấy giữa thế giới vật chất và đời sống tâm linh thánh Francisco Xavier dù ngài đã qua đời nhưng mà thân xác của ngài vẫn mang lại một cái sự hiện diện của ngài trong thế giới này tiếp tục như là một cầu nối giữa trời và đất điều này mang đến một niềm hy vọng và an ủi cho các tín hữu giúp cho các tín hữu tin vào sự sống vĩnh cửu sau cái chết. Kính thưa quý vị và anh chị em, việc thân xác không bị thối rữa của thánh Francisco Xavier là một sự khẳng định về sự thánh thiện, sự gần gũi của ngài với Thiên Chúa và là một biểu tượng sống động của hy vọng vào sự phục sinh và cuộc sống vĩnh cửu trong Đức Kitô. Những dấu hiệu này đóng vai trò quan trọng trong cái việc củng cố đức tin và lòng sùng kính của các tín hữu. Đồng thời, nhắc nhở về cái sự vĩnh cửu của linh hồn và ơn cứu độ của Thiên Chúa ban cho tất cả những ai sống và tin theo lời của Ngài. Một vài thông tin Quang Hải xin chia sẻ đến quý vị và anh chị em. Và đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh Quang Hải Vlog để có thể nhận được những video mới nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.